Chào tất cả các em học sinh lớp 4. Trong thời gian này, ngoài việc học, các em còn rất nhiều thời gian. Vào những thời gian rảnh rỗi đó, các em thường làm gì? Vậy cô và các em hãy cùng nhau trở thành những người nông dân qua bài trồng cây rau, cây hoa nhé. Để trồng cây rau, hoa, chúng ta cần những vật liệu và dụng cụ gì? Để trồng cây rau, hoa, chúng ta cần những vật liệu và dụng cụ sau. Thứ nhất, cây rau hoặc cây hoa. Thứ hai, cào, dầm xới, bình nước. Thứ ba, luống đất hoặc chậu trồng cây. Quy trình thực hiện trồng cây rau, hoa gồm có hai bước. Bước 1, chuẩn bị gồm 1. Chọn cây đem trồng. 2. Đất trồng. 3. Chậu trồng cây. Bước 2. Quy trình kỹ thuật trồng cây trên luống gồm 1. Xác định vị trí trồng cây. 2. Đào hốc. 3. Trồng cây. 4. Tưới nước. Khi chọn cây đem trồng, ta cần chọn những cây có tiêu chuẩn như thế nào? Gồm có 2 tiêu chuẩn. Thứ nhất, chọn cây khỏe, thân không bị cong queo, gầy yếu. Thứ hai, chọn cây không bị sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn. Cô đố các con, tại sao phải chọn cây theo 2 tiêu chuẩn trên? À đúng rồi, cây con đem trồng phải mập, khỏe, không bị sâu, bệnh thì sau khi trồng mới nhanh bén rễ và phát triển tốt. Nếu trồng bằng cây con đứt rễ, cây sẽ chết vì không hút được nước và thức ăn. Để chuẩn bị đất trước khi trồng cây, các em cần chuẩn bị như thế nào? Các em cần phải làm nhỏ đất, nhặt sạch cỏ, gạch vụn, sỏi. Đối với trồng cây trên luống, cần phải san bằng mặt luống. Đối với trồng cây trong chậu, cần phải trộn một ít phân vào đất trước khi cho vào chậu. Tiếp theo, các em chọn chậu trồng cây. Chọn chậu trồng cây phải phù hợp với cây đem trồng. Chậu trồng cây có hình dáng, kích thước rất đa dạng, có loại to, nhỏ, cao, thấp, hình tròn, hình chữ nhật. Chậu trồng cây được làm bằng sứ, xi măng. Dưới đáy chậu thường có lỗ. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số chậu làm bằng sành, sứ, nhựa, xi măng. Vậy cô đố các em, lỗ ở dưới đáy chậu có tác dụng gì? Lỗ ở đáy chậu dùng để thoát nước, giúp cây không bị úng nước. Các em quan sát tranh nhé. Các em hãy quan sát hình kết hợp với sách giáo khoa và nêu lên quy trình kỹ thuật trồng cây trên luống nhé. 1. Xác định vị trí trồng cây. 2. Đây là hoạt động đào hốc. 3. Đây là hoạt động trồng cây. 4. Đây là hoạt động tưới nước. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em một số hình ảnh những luống rau hoa. Các em trông có đẹp không nào? Vậy, sau khi học bài này các em cần ghi nhớ. 1. Trước khi trồng rau, hoa phải tiến hành chọn cây con và làm đất trồng. 2. Trồng cây con trên luống được thực hiện theo trình tự sau. Xác định vị trí trồng, đào hốc, đặt cây vào hốc, vung đất và ấn chặt. Tưới nước.